Xin chào các bạn. Trong video clip trước thì chúng tôi đã nói về lịch sử của Daytona. Daytona ban đầu thì không phải là một sản phẩm thành công của Rolex. Theo thời gian thì Daytona lại trở thành là một sản phẩm thành công nhất của Rolex. Và chiếc đồng hồ Rolex đắt nhất cũng là một chiếc Daytona. Và hôm nay thì tôi cũng có thêm một chiếc đồng hồ với tình cảnh tương tự. Khi ra mắt thì mẫu đồng hồ này không được sự đón nhận nhiều lắm. Và ngay cả tác giả, người thiết kế nên tiền thân của chiếc đồng hồ này còn đứng trước gian hàng của hãng mà nói rằng các ông đã phá hết thiết kế của tôi rồi. Vâng, đó chính là mẫu Royal Oak Offshore của Audemars Piguet. Và người nói câu vừa nãy đó chính là Guy Ragenta, người thiết kế lên mẫu Royal Oak. Vâng, Royal Oak Offshore thì không phải là thiết kế của Guy Ragenta. Vì lý do đó thì ông ta không thích cái thiết kế này một chút nào cả. Vâng, khi vừa mới ra mắt thì ngay cả tác giả gốc của Royal Oak cũng chê mẫu đồng hồ này. Nhưng mà theo thời gian thì mẫu đồng hồ này cũng giành được nhiều thành công và cũng nhận được sự yêu thích của nhiều người mê đồng hồ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đặt hai mẫu đồng hồ này lên bàn cân xem là có gì khác biệt. Vâng, về thiết kế thì hai mẫu đồng hồ này khá là khác biệt. Rolex thì mạch mai hơn khá là nhiều. Trong khi đó, Royal Oak Offshore kích thước khá là lớn, đường kính 42mm. Chúng ta cùng có bộ kim và cọc số phụ chất phản quang. Nhưng mà Audemars Piguet Royal Oak Offshore thì có thêm lịch ngày. Chúng ta cùng có vành tachymeter. Nhưng mà tachymeter của Rolex thì ở trên vành bên dưới bên ngoài. Còn tachymeter của Audemars Piguet thì nằm bên trong. Cả hai chiếc đồng hồ thì đều có núm chỉnh giờ, thiết kế vặn xoắn vào thân máy tăng khả năng chống nước. Nhưng mà Rolex thì còn có thêm hai cái nút chronograph cũng thiết kế tương tự. Còn chronograph của Audemars Piguet thì rất đơn giản, chỉ cần bấm thôi. Vâng, sự khác biệt về thiết kế thì sẽ tùy vào sở thích của mỗi người và họ sẽ chọn ra mẫu đồng hồ phù hợp. Nhưng mà sự khác biệt tôi muốn nói tới ở đây nó chính là bộ máy bên trong. Vâng, bộ máy bên trong thì có gì khác biệt? Cùng sở hữu cơ chế chronograph, nhưng con máy của Rolex và máy của Audemars Piguet có sự khác biệt khá là lớn. Điểm thứ nhất là mọi khớp dọc và khớp ngang. Vâng, Rolex sử dụng khớp dọc, trong khi đó Audemars Piguet sử dụng khớp ngang. Tuy nhiên là sự khác biệt giữa khớp dọc và khớp ngang khi sử dụng bình thường thì không rõ lắm. Khớp dọc chỉ giúp làm tăng độ bền của máy và sẽ làm cho nút bấm trở nên mượt mà hơn một chút. Nhưng mà điều khác biệt rõ ràng nhất và dễ thấy nhất đó chính là vành xoay cột column wheel và vành cam. Vâng, máy của Audemars Piguet thì sử dụng bánh cam, trong khi đó thì Daytona sử dụng bánh răng cột column wheel. Bình thường khi bạn bấm nút reset khi tính năng chronograph đang chạy có thể sẽ làm hỏng một máy đồng hồ và hỏng hoàn toàn tính năng chronograph. Tuy nhiên là với bánh xe cột column wheel thì bạn sẽ không thể bấm nút reset khi tính năng chronograph đang chạy. Vâng, với cơ chế này thì bạn sẽ tránh được cái việc vô tình làm hỏng một máy đồng hồ và giúp bộ máy đồng hồ hoạt động trơn tru hơn. Rồi, bây giờ tôi thử lên tay từng chiếc đồng hồ, trước hết là Rolex. Và thực tế thì Rolex nhìn bên ngoài trông khá đơn giản, nhưng mà khi đeo lên tay rất là đẹp. Đó, điểm đặc trưng riêng của Rolex. Toàn bộ dây Oyster là màu vàng, rất đẹp và đường kính thì không quá lớn. Vâng, Rolex thì hướng đến thiết kế đại trà, có nghĩa là ai cũng có thể đeo được và ai cũng có thể đeo đẹp. Vâng, tiếp theo thì chúng ta có chiếc Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Ngay từ đầu thì Audemars Piguet đã hướng đến thiết kế khá là lớn, đồ sộ, hầm hố. Và bạn có thể thấy là chiếc đồng hồ này khá to trên tay tôi. Và Royal Oak Offshore thì chắc chắn sẽ không có nhiều khách hàng ở Rolex Daytona. Nhưng với những người yêu thích thì mẫu đồng hồ này thực sự rất đẹp và ấn tượng. Và chúng ta có cả hai mẫu đồng hồ. Khi mới ra mắt thì đều bị chỉ trích và không giành được thành công nhiều lắm. Nhưng mà theo thời gian thì đều trở thành sản phẩm thành công của thương hiệu Daytona và Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Bạn thích mẫu đồng hồ nào hơn? Hãy comment ở phía dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.